Khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO nâng cao cảnh báo với biến chủng mới EG5 của COVID-19, thì thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc cho biết biến thể này đang dần trở thành chủng phổ biến tại đây. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Phật Sơn khẳng định là biến thể EG5 đang dần chiếm ưu thế trong các chủng virus phổ biến ở Phật Sơn. Được biết là EG5 là một thành viên của họ biến thể Omicron và là hậu duệ của chủng phụ XBB.1.9.2. Mới đây, thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã nâng mức cảnh báo với EG5 lên biến thể đáng lo ngại, sau khi số ca mắc trên toàn cầu tăng mạnh. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến Thụy Điển và dự kiến sẽ tiến hành cuộc gặp với Thủ tướng nước này là Ulrich Sturgeon cùng với nhiều quan chức cấp cao khác của Thụy Điển. Theo thông báo của chính phủ Thụy Điển, thì trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Zelensky sẽ gặp và Chủ tịch Quốc hội nước chủ nhà, tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Thụy Điển và lãnh đạo của các đảng phái chính trị chủ chốt của nước này. Dự kiến Tổng thống Ukraine và Thủ tướng của Thụy Điển sẽ tổ chức một cuộc họp báo chung vào chiều theo giờ địa phương. Và trước đó, thì chính phủ Thụy Điển cũng dự kiến sẽ cung cấp gói viện trợ quân sự trị giá là 313,5 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Nếu được thực hiện thì đây sẽ là gói viện trợ thứ 13 của quốc gia Bắc Âu này dành cho Ukraine kể từ khi xung đột xảy ra giữa Ukraine và nước Nga. Thưa quý vị, hàng rào lưới sắt đã được lắp đặt dọc theo khu vực bị cháy rừng ở thị trấn Lahaina ở đảo Maui của Hawaii, Mỹ. Giới chức địa phương đã cho lắp đặt các tấm lưới sắt để phong tỏa các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của vụ cháy rừng này. Gần 900 hecta và hàng ngàn ngôi nhà đã bị phá hủy. Các vụ hỏa hoạn đã diễn ra liên tiếp trong vòng 10 ngày, làm gián đoạn hoàn toàn các tín hiệu mạng và điện thoại di động ở phía tây của Maui, đặc biệt là ở Lahaina. Các nhà khai thác mạng địa phương đang gấp rút chạy đua với thời gian để sửa chữa mạng trong những ngày này và họ bố trí các phương tiện khác khẩn cấp để cung cấp dịch vụ mạng tạm thời. Còn Thụy Sĩ hiện nay thì đang đối mặt với nguy cơ thiếu nhiều loại thuốc thiết yếu do quy mô thị trường nhỏ, giá vận chuyển nguyên vật liệu được dược phẩm cao, cũng như là tác động từ xung đột Nga và Ukraine. Đây là nhận định được hãng dược phẩm Pharmaceuticals đưa ra mới đây. Thụy Sĩ, nơi đặt trụ sở của các công ty dược phẩm lớn nhất thế giới cũng như hàng trăm công ty công nghệ sinh học, gần đây đã bị thiếu hụt trầm trọng các loại thuốc thiết yếu. Theo Văn phòng Y tế Công cộng Liên bang Thụy Sĩ, nước này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu thuốc kháng sinh, thuốc giảm đau và nhiều loại thuốc thiết yếu để điều trị các bệnh kinh niên như bệnh tim, huyết áp cao và tiểu đường. Tình trạng thiếu thuốc thiết yếu gần đây của nước này là do nhiều nguyên nhân. Trước hết, lợi nhuận của các loại thuốc thiết yếu và thị trường Thụy Sĩ tương đối nhỏ, nên các công ty dược phẩm lớn của Thụy Sĩ thiếu động lực để sản xuất các loại thuốc này. Thứ hai, Thụy Sĩ phụ thuộc rất nhiều vào thị trường nước ngoài để cung cấp nguyên liệu thô cho các loại thuốc thiết yếu. Những năm gần đây, chuỗi cung ứng nguyên liệu dược phẩm thiếu ổn định khiến chi phí nhập khẩu tăng cao. Ngoài ra, nhiều chai thủy tinh dược phẩm trên thị trường dược phẩm châu Âu đến từ Ukraine. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, tình trạng thiếu chai thủy tinh y tế ở Thụy Sĩ cũng ảnh hưởng đến việc sản xuất các loại thuốc thiết yếu. Hiện giới chức y tế nước này đang kêu gọi giải quyết tình trạng nghiêm trọng hiện nay.